xin chào khán giả nhé. Hôm nay tôi làm cái clip này là ký cái cây si này. Tôi ký cây si này lên cái hòn đá có cái dáng não này. Thì tôi trước đây tôi đã ký cho mấy cây xanh hòn đá rồi, nhưng mà hôm nay cũng thử làm với cây si này xem có đạt hiệu quả không. Cái cách làm cây ôm đá thì thường là giống nhau. Khi chúng ta làm thì chúng ta chuẩn bị những cái vật dụng và cái sản phẩm của chúng ta. Đó là một cái cây, một gốc cây hoặc một cái cây mà chúng ta muốn ký lên. Ví dụ như cây si này, tôi đã lựa chọn, tôi cắt ở chỗ khác ra để tôi ký vào đây. Và dụng cụ thì chúng ta có thể thêm những cái miếng xốp như này, xốp cắt nhỏ ra như này để sau này chúng ta ép dễ. Và kìm, tất cả kìm bấm vào dây thít để chúng ta ôm cái phần cây vào như này. Sau đó là chúng ta dùng băng dính hoặc ni lông, chúng ta quấn cái sơ dừa ấy, dùng cái sơ dừa để quấn ôm sát đây. Thế thì khi mà sơ dừa nó hút nước từ bên dưới lên, giống như hiện tượng của cái bấc đèn ấy, hoặc là cái nguyên lý của dây li vô khi hút nước nó cứ chảy lên thì sẽ làm cho cây tươi. Trong quá trình làm tôi sẽ làm từng khâu một, chúng ta cùng xem. Và bây giờ chúng ta đã bắt đầu. Trước hết để làm được cái một cái cây ôm đá đẹp, chúng ta phải lựa chọn được cái phôi cho nó phù hợp. Thank you.
Vâng, vậy là cái cành cây si đỏ tôi đã ép lên cái hòn đá này. Ép dễ. Ép những cái rễ tận dụng của cái cành có sẵn ấy, tôi ép vào. Thế bây giờ đến lúc là tôi đã phải đi phủ lại cái sơ dừa. Viên đá khá đẹp, mỏng hình lưỡi diều nhá. Và đây chính là cái mặt sau, chiếc rễ được vắt ngược lại. Vâng, hy vọng là nó sẽ sống tốt. Bởi vì tôi cũng đã làm cho một số những cây xanh rồi. Và bây giờ hôm nay tôi làm đến cây si. Khi mà sống thì tôi sẽ quay lại clip cho anh em cùng xem. Vâng, bây giờ là đến cái khâu mà tôi làm ủ sơ dừa cho cái cây này. Thế thì cái vật dụng chúng ta cần dùng ấy là có sơ dừa là 3 phần, cát 1 phần, tỷ lệ 1:3 đấy. Chúng ta trộn lẫn vào nhau, sau đó là đổ nước ẩm vào. Đổ nước hòa cái kích rễ kìa, tôi dùng M3N. Hòa nước kích rễ đổ lẫn vào đấy, sau trộn đều lên, đắp đấy, đắp từ dưới chân mà lên. Đắp đâu thì quấn ni lông lên đó. Thỉnh thoảng ta lại tưới cho một ít kích rễ vào và để trong chỗ bóng mát dưới bóng cây của cây này. Sơ dừa giữ ẩm rất tốt, cát thì làm cho nó thông thoáng, có khoáng chất để cho rễ non phát triển. Khi phát triển rồi thì nó len lỏi vào cái thớ đá lan xuống. Anh em đừng lo là nó không có chất nhé. Thỉnh thoảng chúng ta lại tưới từ trên này xuống cái phân bón chất lỏng hòa tan sau tưới cho nó ăn.
Vâng, cái sản phẩm của chúng ta bây giờ tôi đã cho nó ôm đá xong và ủ cát và sơ dừa cộng với lại cái thuốc kích rễ được tưới vào đây. Đây là cái sản phẩm của chúng ta. Chúng ta xem xung quanh. Cái khu vực trên này tôi để sau này tưới nước, phun nước ở đây. Có thể rạch rộng ra một chút nữa. Tưới nước cho nó ngấm dần xuống dưới. Ta để trong chỗ mát khoảng một thời gian. Khi nào mà thấy mầm nó bật ra từ những cái cành này. Khi nào thấy mầm bật ra có nghĩa là lúc đó rễ cũng đang phun. Và bây giờ tôi phải phủ ni lông chỗ này lại. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ phủ cái ni lông vào để cho nó giữ ẩm cho cái thân. Khi cái thân này mà lộ ra ngoài trời hanh khô nắng nóng là nó sẽ bốc hơi nước, nó sẽ khô. Khô vỏ là sẽ chết cây. Cho nên chúng ta phải phủ lại. Chúng ta phủ ni lông rồi nó sẽ kín, nó hấp hơi nhiều quá nó cũng sẽ nguy hiểm cho cây, cho nên là vậy chúng ta vẫn phải chích ra một vài cái lỗ thoáng để cho cây nó thở. Vâng, vậy là cái sản phẩm của chúng ta tôi đã làm xong. Bây giờ chỉ cần cho nảy mầm ra rễ non. Và sau này nó có rễ non rồi chúng ta lại lái dần nó ôm theo vách đá để đi xuống. Làm đến khi nào mà rễ tiếp được tới đất miệng chậu thì lúc đó người ta sẽ điều chỉnh tùy theo giai đoạn. Để làm được một cây ôm đá rất lâu, để làm được nó sống cũng là cả một vấn đề. Sau đó sống rồi thì chúng ta làm các bước. Nếu mà cây này nó sống thì đợt tới mà nó sống thì tôi sẽ làm lại clip để cho chúng ta cùng xem. Và bây giờ tôi cũng lấy dẫn chứng một số cây tôi đã làm xong để cho anh em cùng xem và tham khảo. Theo dõi nhá. Vâng, tôi rất thích cây ôm đá cho nên tôi cũng làm một số cây. Còn đang làm. Bây giờ thì chúng ta ra ngoài vườn để xem cái cây ôm đá mà trước đây tôi làm clip rồi. Bây giờ tôi đã tháo hẳn được cái phần ni lông mới lại cót quấn ra rồi. Bây giờ nó chơi những bộ rễ ra, ôm chặt vào đá như thế này. Nhưng mà vì lý do là cái rễ nó vẫn còn nhỏ, chưa cân đối với lại cái thân cây này, cho nên tôi vẫn nuôi những cành phóng. Nuôi thật to những cành phóng, những chốt này đi, để cho rễ nó tương xứng với lại cái cây này. Thì lúc bây giờ tôi mới cắt bấm những cái chốt, cắt bấm những cái chốt để làm bông. Thì những cái chốt này là tôi cũng uốn sẵn để tôi lấy một đoạn thôi. Sau này tôi cắt khẩu, cắt đoạn này. Thì tất cả những đầu cành là tôi cho vượt hết lên. Cành nào cũng vậy. Đấy, ví dụ như cành này là tôi mới cắt này, nó cũng vượt lên, nhưng bây giờ tôi cắt cái đoạn vượt đi, chỉ để một đoạn này thôi thì nó đã ra được cái mầm mới. Sau này tạo đây một bông và trên này bông. Và những bông kia tương tự. Dựa theo thực tế của mầm là chúng ta vẽ bông, làm bông. Thì trong quá trình làm bông cũng mất rất nhiều thời gian. Thì đến lúc đó là cái những cái rễ này sẽ to và nó sẽ dính chặt vào khu vực ôm đá này. Để làm được một cây ôm đá khá lâu, mất rất nhiều năm, thậm chí 10 năm đến 15 năm. Vâng, tôi xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.